Các bạn thân mến, trong tốt video tiếp theo đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một cái website tin tức. Cái công việc này sẽ khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều so với cả xây dựng một cái phần mềm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện 15 cái mục như trong cái nội dung mà tôi trình bày ở đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ thiết kế web layout bằng Photoshop. Thứ hai, chúng ta sẽ thiết kế website bằng HTML và CSS. Thứ ba, chúng ta sẽ xây dựng một cái cơ sở dữ liệu cho website tin tức. Thế thì cái website này thì tôi sẽ làm tương tự như cái website trường cao đẳng này. Cho nên là sẽ có một số mục, ví dụ như là mục thứ nhất là mục giới thiệu này. Mục thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra các cái chuyên mục. Và chúng ta có các cái nội dung đăng nhập, vân vân. Thế thì để mà thực hiện được thì đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng các cái menu thể hiển thị chuyên mục kiểu như này đó, các menu hiển thị chuyên mục này. Thứ hai là chúng ta xây dựng các nội dung thêm xóa sửa của riêng chuyên mục. Riêng cái chuyên mục này, từng chuyên mục này chúng ta sẽ có thêm xóa sửa của từng cái mục này một, đúng không? Cái nội dung tiếp theo là chúng ta xây dựng trang chủ hiển thị nội dung thông tin, tức là chúng ta sẽ xây dựng trang chủ kiểu như này. Đây chính là trang chủ của website. Thứ ba là chúng ta sẽ xây dựng cái trang giới thiệu của website, tức là chúng ta sẽ xây dựng cái trang này. Ví dụ như là tôi mở cái nội dung này, chẳng hạn đây chính là một trong cái nội dung mà chúng ta sẽ giới thiệu ở trên đó, đúng không? Có tiêu đề và có nội dung giới thiệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng cái nội dung thêm xóa sửa phần giới thiệu, rồi xây dựng trang thêm nội dung bản tin. Tức là ở đây chúng ta sẽ có các cái thêm nội dung bản tin, ví dụ như này. Ví dụ tôi đăng nhập vào cái website này thì chúng ta có thể thêm các cái nội dung ở đây. Ví dụ thêm mới bản tin cho cái mục này, gồm tiêu đề, trích dẫn, rồi ảnh trích dẫn, rồi các cái nội dung mà chúng ta phải thêm vào website, kiểu như vậy. Thế sau đó là chúng ta xây dựng trang hiển thị nội dung theo từng chuyên mục nhé. Tức là chúng ta sẽ xây dựng những cái nội dung kiểu như này này. Ví dụ tôi ấn vào đây thì đây chính là nội dung cho tất cả các cái chuyên mục. Nó giới thiệu sơ qua, rồi một bức ảnh đại diện bên này, một cái tiêu đề cập nhật ngày bao nhiêu số lần xem, rồi là một số cái nội dung nhỏ nhỏ ở đây. Thì đây chính là cái trang mà tôi nói đến là hiển thị theo từng chuyên mục. Tiếp theo là xây dựng trang chi tiết của bản tin, tức là chúng ta sẽ xây dựng một cái trang chi tiết kiểu như này, đúng không ạ? Toàn bộ cái nội dung bản tin ở đây thôi, ngoài ra thì xem thêm một số cái nội dung khác của chuyên mục này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xây dựng tương tự như vậy. Thứ ba là xây dựng trang xóa sửa bản tin, thì cái đương nhiên là thêm vào thì sẽ phải hiển thị sửa và xóa, đúng không? Rồi xây dựng trang đăng nhập hệ thống website, ví dụ như là cái trang đăng nhập mà vừa nãy tôi vừa nói đến ấy, đúng không? Ví dụ như là muốn đăng nhập vào website thì chúng ta phải xây dựng một cái form kiểu đăng nhập kiểu như này, và chúng ta sẽ xây dựng nó. Mục thứ 14 là chúng ta sẽ xây dựng và hoàn thiện website. Cuối cùng là chúng ta sẽ cấu hình và đăng tải website đến hosting. Đấy, toàn bộ cái công việc mà chúng ta sẽ phải làm thì chúng ta sẽ làm như vậy. Trước hết là chúng ta sẽ trong cái nội dung của cái video hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đầu tiên, đó là thiết kế web layout bằng Photoshop. Đầu tiên thì các bạn khởi động chương trình Photoshop. Chúng ta chọn file và chọn new. Thế phần grid này, phần grid này thì chúng ta nên chọn nó khoảng 1200. Cái grid này là chúng ta không theo độ phân giải màn hình của máy tính, mà chúng ta tôi sẽ làm cái chiều rộng của website nó khoảng 1000 px. Cho nên là chiều rộng thì tôi sẽ để 1200. Thì nó co vào là vừa, đúng không? Chiều cao thì ở đây tôi để nó khoảng 750 đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn OK. Vì tôi sẽ thiết kế nó gần na ná giống như kiểu cái website này, cho nên là bây giờ tôi sẽ chụp một cái hình ảnh của website này. Tôi cùng công cụ Snip Tool để chúng ta sẽ chụp toàn bộ cái website này vào. Đó. Tôi chụp bên đây đi, đúng không?
Các bạn nhấn Ctrl C để copy, sau đó vào Photoshop chọn File, chọn New và nhấn OK. Sau đó các bạn dán vào đây. Đầu tiên tôi muốn lấy cái hình nền của nó thì tôi chỉ cần nhấn nút vào đây và lấy cái hình nền. Và sang bên này tôi sẽ đổ cái đồ màu nền vào đây. Rồi, và cái layer đầu tiên này tôi gọi là background. Yeah. Chúng ta tạo thêm một cái layer thứ hai, nhấn vào đây. Đấy. Để chúng ta đưa vào cái vào đây một cái menu. Menu này sẽ tức là chúng ta sẽ làm một cái banner này. Đầu tiên tôi ghép cái thôi, có lẽ chúng ta làm banner trước đã, đúng không? Cái banner này thì đầu tiên phải có một cái logo, cho nên tôi sẽ mở file chọn cái logo của trường cao đẳng chẳng hạn, đúng không? Đây, các bạn chọn công cụ này để chúng ta vẽ. Đấy, sau khi chọn xong thì chúng ta nhấn vào cái nút này. Đó, nhớ, đồng thời nhấn phím Alt để tạo ra cái lớp mặt nạ mà, đúng không? À, sau đó là chúng ta click nhấn giữ chuột và chuyển vào đây. Đấy chính là cái logo. Thôi có lẽ tôi phải lưu cái file này lại đã, đúng không? Chẳng hạn như đây tôi sẽ cho nó vào cái phần picture đi, đúng không? Đây tôi gọi đây là thiết kế website. Được chưa? Ok. Cái menu này, cái này thì chúng ta nhấn vào nút này để chúng ta cho cái này nó nhỏ xuống, đúng không? Là đặt sang bên này, đúng không? Cho nhỏ nhỏ vào thế này thôi, đúng không? Đây, ở đây chúng ta đang thiết kế một cái banner, đúng không? Sau khi xong chúng ta nhấn vào nút này. Rồi, bỏ này đi. Tôi sẽ viết vào đây là lấy cái màu chữ màu trắng này, đúng không? FFF màu trắng, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái chẳng hạn. Ở đây chúng ta nếu mà để nó là 100% thì nó sẽ rất là to, đúng không? Đấy. Chúng ta để chúng ta nhìn cho nó dễ. Trước hết chúng ta cứ thiết kế đã, sau đó tí nữa chúng ta sẽ xếp cái thằng này sau. Cái chữ này cho nó lùi vào đây tí, đúng không? Chúng ta dùng cái công cụ này cho lùi lại. Cái này có lẽ còn phải chỉnh nhiều chứ không, cũng không đơn giản được, đúng không? Trong cậu đang sư phạm Yên Bái như này đi, đúng không? Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái chữ bên dưới nữa. Tôi cho cái chữ nó khoảng 18 thôi. Ôi. Nhấn Ctrl Z để quay lại, đúng không? Cái layer 2 đây tôi gọi đây là logo, đúng không? Rồi, cái chữ tiếp theo chúng ta sẽ ghi đây là một cái dòng chữ tiếng Anh này, đúng không? Yên Bái Teacher Training College. Đây chúng ta sẽ cho cái chữ này nó nhỏ lại. Đấy. Cho nhỏ lại tí để bằng chữ trên nó xấu. Sau khi xong nhấn nút này, bỏ này ra. Chúng ta đổi lại cái màu chữ đi. Đó. Tôi lấy cái mẫu chữ màu vàng này đi, đó. Hơi vàng một chút. Đấy, hai cái chữ này thì chúng ta thiết kế như sau. Chọn vào đây và chọn vào crop shutdown của chữ dòng chữ trường cao đẳng sư phạm ba. Chỗ này có lẽ chúng ta nên để khoảng 3 rồi, đúng không? Rồi, cái chữ Yên Bái Teacher Training Unit này chúng ta cũng sẽ cho một cái lớp drop shutdown ở đây. Cái này chỉ cho khoảng 2 thôi. Rồi, ok. Như vậy xong cái banner, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái menu. Cái menu này thì tôi sẽ lấy cái fix size đi, đúng không? Tôi sẽ lấy ở đây là khoảng 1000. Tôi sẽ lấy ở đây là 1000 px. 1000 px. Và chiều cao của nó thường thường cái
chiều cao tôi có cho khoảng 30 pixel đấy, đúng không? Cho lên đây và chúng ta nhấn lên đây một cái layer, tôi gọi đây là menu top. Được chưa? Các bạn chỉ cần kích vào đây thôi thì nó sẽ ra cái menu top này ngay. Và ở đây cái menu top này tôi cũng lại sẽ lấy theo cái màu sắc của cái website cũ này. Đó. Đây, tôi lấy cái màu sắc này. Được chưa? Lấy đúng cái màu này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái công cụ này chúng ta đổ màu lên đây. Như vậy chúng ta đã có một cái mã, xin lỗi. Cái này thì có lẽ là chúng ta chọn select và chọn là đó, cái này nó không có cái thôi, cái feather thì có lẽ tính sau cái đồ màu đã. Rồi, ok, chúng ta nhấn Ctrl D để bỏ chọn. Để cho nó ra giữa thì chúng ta click nhấn phím Ctrl và nhấn vào background nữa, và sau đó các bạn nhấn vào cái nút này nhé. Đấy, như vậy nó sẽ ra giữa ngay. Yeah. Tôi sẽ di chuyển cái menu top này lên. Menu top này di chuyển lên này. Đấy. Cho nó lên và cái bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái cái logo này, đúng không? Cái logo này thì có lẽ là chúng ta sẽ chọn cho to ra tí, đúng không? Bé quá. Đó này gì? Cho nó lùi xuống. Tất nhiên là cái menu chúng ta phải nhấn vào đây để hoàn thiện. Menu top này chúng ta cho lùi xuống cho nó vừa. Đấy, như này. Trường cao đẳng sư phạm Yên Bái và Yên Bái tiết chờ này thì chúng ta cũng sẽ cho nó đưa vào đây. Có lẽ trông có vẻ hơi bé đúng không? Cho to ra. Đấy. Nhấn vào đây. Đấy, cái logo này thì có thể cho lùi vào một chút. Cái này nó do con mắt thôi, đúng không? Riêng thiết kế web thì hôm nay thiết kế này mai có thể lại thay đổi bởi vì lý do là nó vẫn chưa ưng ý, đúng không? Đấy, thôi trước mắt như này đã. Như vậy là chúng ta đã có một cái banner và một cái menu top. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái phần nội dung ở phía bên trong này, đúng không? Thì thường thường ở đây tôi để đây khoảng 330. Còn một cái chiều đây thì nó khoảng là, bởi vì chúng ta có 1.000 mà, chúng ta có 1.000 thì chúng ta sẽ cho nó như này. Có lẽ trước hết là chúng ta sẽ cho cái thanh công cụ này ra trước, đúng không? Tôi để cái ruler ra, đúng không? Cho này vừa thôi, đúng không? Để xác định cho nó chuẩn xác thì có lẽ là chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. Đây là đơn vị cm à. Đấy, rách việc nhỉ. Đây tôi cứ lấy khoảng đến đây đi, đúng không? Đo ăn áng ấy, đúng không? Chắc là cũng không thể gọi là chuẩn xác được. Đấy, chúng ta có thể chỉnh cho nó vừa và website. Cái này nó đã để cùng đơn vị là cm à. Chúng ta để chọn pixel đây, đúng không? Rồi ạ. À. Tưởng cái gì, đúng không? Chúng ta sẽ đây các bạn để ý lên đây này. Ở đây thì từ đây đến đây thì chúng ta đã mất khoảng 90 mấy rồi, đúng không? 90 mấy pixel rồi đó, đúng không? Đây chúng ta sẽ đo quét như này. Đó này, cho chính xác này. Đấy. Có lẽ là như này đi. Chúng ta bỏ qua cái hình nền này đi thì có lẽ nó sẽ dễ hơn. Chứ làm này kiểu này nó sẽ đo, nó sẽ rất là khó, đúng không? Chúng ta chọn crop và cắt đi. Đỡ vương, chả điểm gì cái này. Rồi, sau khi xong chúng ta nhấn Enter. Rồi, ok, như vậy như này thì nó sẽ chuẩn xác hơn, đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho cái này vào đây. Bởi vì nó khoảng
bởi vì tất cả ở đây là bao nhiêu này, 1002 đúng không? Tôi chia cái này ra, một bên của cái đằng này thì nó sẽ sao khoảng cái này tôi sẽ để khoảng 650 thôi. 640. 650 đi. 650. Đưa này khó nhỉ. Đấy, được rồi. Đấy thì còn cái thằng bên này thì bao giờ nó phải dôi ra đây một chút, đúng không? 600 dôi ra khoảng 10 px đúng không? Đấy, như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái hình này. Nó cái nội dung của bên này, cái feather này tôi sẽ cho nó khoảng 7 pixel đi, đúng không? Và width ở đây thì thôi, như này vẽ này nó sẽ chuẩn xác này. 650. 650 pixel. Đúng không? Ở 150 nó chạy tít ở đây. Đấy, như này là vừa này đúng không? Đấy, để này. Rồi. 650 cái này sau này lại bé tí tí này. Tôi sẽ để nó khoảng 450 đi. Nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái phần nội dung ở đây rồi. Đó, kéo nó lên đây tí. Rồi, và ở đây chúng ta đưa chuột đến đây. Và sau đó chúng ta chọn một cái layer mới. Và các bạn lấy cái màu nền ở đây, nó là màu trắng thôi mà, cho nên là đổ nó đơn giản. Đây là màu FFF. Đấy, chúng ta sẽ đổ cái màu vào đây. Dạ. Feather sao nó này. Opaxi. Thôi được, kệ nó. Nhấn Ctrl D để bỏ chọn. Ôi giời, sao này bị nấy điên. Chúng ta click vào đây này nào. Đấy. Có lẽ là chúng ta sẽ chọn một cái select này, modify này, border đấy, cho border nó khoảng bằng 2px đúng không? Và trong cái border này thì chúng ta sẽ đổ một cái màu vào đây cho nó to ra, chứ không để này không nhìn được. Đây, tôi sẽ đổ cái màu vào đây rồi, thế xong đúng không? Như vậy là xong cái phần thứ nhất, đó là phần nội dung đúng không? Thế còn bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ vẽ sang bên này một cái tiếp theo là cái bên này thì chúng ta sẽ để nó khoảng là 650, cái này chỉ còn là 350 đúng không? Vậy thì trừ đi 10 thì chúng ta để khoảng 340 với đúng không? Ờ, 340 với. Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ sang đây. Được chưa? Đấy. 340 với. Chúng ta sẽ lại cái layer bên này thì chúng ta ghi đây là content. Yeah. Còn một cái men tiếp theo trên này chúng ta sẽ ghi đây là write content. Được chưa? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đổ màu vào đây. Trước mắt là tôi sẽ lấy một cái select này, modify và chọn border. Tôi vẫn chọn là 2 đúng không ạ? Và tất nhiên là chúng ta sẽ cho cái này nó to ra, nhằm mục đích là đổ màu thôi. Đã nào cũng sẵn cái màu này rồi thì cho vào đây. Rồi, ok. Nhấn vào đây để cho nó về 100%. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ chọn. Nó click vào đây và sau đó là chúng ta lấy màu trắng này đúng không? FFF. Tôi sẽ đổ màu vào đây.
À, không 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 được à. Select này, modify này. Thôi không phải border nữa. Invert cho vào trong này. À, invert lại ra ngoài. À, nó cả cả vào trong và bên ngoài đúng không? Tôi đổ màu rồi, được rồi. Thôi bỏ 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 chọn đi được rồi. Như vậy chúng ta đã có cái phần content, có phần nội dung, có phần menu đúng không? Và cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái cuối cùng nữa, đó là cái head footer đúng không? Ôi giời ạ. Cái này thì chúng ta cho của nó là quýt. Thôi chúng ta bỏ cái này đi, nó chọn nó mần này cho nó dễ đúng không? Đây. Phần cuối cùng ở đây thì nó chúng ta bỏ cái feather đi. Thôi cứ để feather cũng được. Để cho nó có cái gọi là có cái bo tròn góc đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ lấy lên trên này là cái phần footer. Hả? Đã nhấn vào đây. Footer. Nhấn rồi đúng không? Footer đấy. Cái phần cuối này thì chúng ta đổ cái màu lấy cái màu của cái thằng này đi đúng không? Lấy màu thằng này đi. Và chúng ta đổ màu xuống đây. Đấy, như vậy chúng ta đã có cái phần footer. Bỏ nhấn Ctrl D để bỏ chọn đi. Đó. Bởi vì chúng ta chọn cái token này to quá hay như nào đó. Không. Được rồi, kệ nó, đúng không? Chúng ta nhấn vào đây. Cho nó xuống. Rồi, ok. Được rồi. Đó. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong một cái website đúng không? À vẫn chưa xong được đâu, bởi vì chúng ta còn có cái phần menu này nữa cơ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này vẫn feather 7 nhá, đúng không? Tôi sẽ vẽ vào đây một cái right menu nữa. Một cái tiêu đề, tức là chúng ta sẽ phải có một cái tiêu đề cho cái nội dung này. Đúng không? Mặc dù chọn feather 7 đấy. Đúng rồi, bỏ, chúng ta bỏ cái feather này đi. Đúng. Và ở đây tôi sẽ nhấn phím shift đúng. Và để ở đây cho nó thẳng ra đây. Đấy. Vẫn vào cái feather 7. Thôi được rồi, biết cứ biết thế đã, để tí nữa chúng ta sẽ tính xử lý thằng này sau. Chúng ta cứ đổ màu vào đã. Đúng không? Cái đổ cái màu này tôi cứ tạm thời lấy cái màu xanh này đã, đúng không? Đổ màu xanh này vào. Sao cái opacity này đổ cái gì mà nó ra nó cứ loè loè thế nhỉ? Thôi được rồi, cứ biết thế đã đúng không? Chúng ta nhấn Ctrl D để bỏ chọn đi. À, bởi vì ở đây chúng ta sẽ phải có luôn có một cái như vậy. Ở đây chúng ta cũng sẽ vẽ thằng này cũng tương tự như vậy. Đây các bạn đổ màu vào đây. Đấy, để lấy một cái tiêu đề. Đấy, thôi tạm thời như này đã. Trước mắt là chúng ta sẽ làm một cái menu. Ôi chết rồi. Xin lỗi. Bởi vì cái này chúng ta phải lấy một cái layer khác à. Chúng ta đổ màu đây. Cái layer này thì chúng ta lấy tên là header. Header của content. Đúng không? Còn cái này là header của write. Được chưa? Đấy, cho nó rõ ràng ra như vậy thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn. Đấy, nhấn Ctrl D để bỏ chọn đi.
cái header của content này thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây, đúng không? Và chúng ta chọn gradient này. Dạ. Gradient này thì chúng ta sẽ lấy cái màu sắc kiểu như này. Chúng ta đảo lại màu này. Đảo lại màu như này. Cái màu ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái màu xanh này. Đó. Đậm lên thì tạm này đã, đúng không? Chọn cái màu xanh này thì có vẻ không ổn. Tôi từ từ đã, để chọn cái màu xanh khác đi, cho nó khác kiểu ở thằng kia cả. Đây đi, đúng không? Rồi. Và để có cái chân thì chúng ta sẽ kích vào đây, cho lùi sang đây thì nó sẽ có chân. Càng giáp thì nó chân nó càng nhỏ, đúng không? Đấy thôi, tạm thời thế đã, đúng không? Sau này khi mà vẽ cái này ra thì để nó hơi bóng bóng này thôi, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm sang cái header bên này, đúng không? Cái header của cái thằng right, header right và right content này có lẽ chúng ta cho lùi lên tí, cân với bên kia, đúng không? Tôi để cái right content này và chúng ta cũng sẽ chọn cái gradient overlay, đúng không? Chọn vào đây, đảo lại chiều. Cái màu sắc này thì tôi sẽ lấy đúng màu của thằng này, đúng không? Thực ra nó không chính xác được đâu. Sau này hai cái màu này chúng ta sẽ lấy cùng một cái thôi mà, cho nên là ở trước mắt là làm thế đã, đúng không? Đấy, đảo này. Ok, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn sang đây, đúng không? Sâu này có thể các bạn có thể cho lùi xuống tí nhìn cho nó đẹp, đúng không? Đó, chạy lung tung nhỉ. Thôi. Thôi tạm thời thế đã. Như vậy đã là xong về cái phần thiết kế giao diện như này. Chúng ta lưu lại cái này chả điểm gì cả. Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn xong các bạn về cái phần thiết kế một cái layout trên Photoshop. Thế thì trong cái nội dung về tiếp theo thì chúng ta sẽ xây dựng một cái trang HTML, và sau khi HTML xong thì chúng ta mới thực hiện với CSS. Công việc đó cũng mất tốn khá nhiều thời gian, bởi vì thiết kế web là một trong những cái thiết kế có thể nói là cũng rất là phức tạp và tốn không ít công sức và thời gian. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi.